6 smartphone camera lật 180 độ. Tại Tây Ban Nha, Asus đã chính thức ra mắt thế hệ Zenfone mới với điểm nhấn là hệ thống camera có khả năng xoay lật 180 độ. Hệ thống camera này sử dụng một động cơ điện có tên Stepper Moto, có khả năng xoay 180 độ khi sử dụng chế độ selfie. Hãng này cho biết, cơ chế xoay của camera đã được vượt qua bài kiểm tra 100.000 lần với tần suất 28 lần trên ngày, đảm bảo sử dụng trong 5 năm mà không bị ảnh hưởng. Để đảm bảo cơ chế camera hoạt động an toàn, Asus cũng tích hợp tính năng nhận biết máy bị rơi để tự động đóng camera lại, đảm bảo camera không bị ảnh hưởng. Asus cũng sử dụng một lớp hợp kim mang tên Liquid Metal, hợp kim vô định hình, bền hơn thép để tạo độ đàn hồi tốt, khó biến dạng, bảo vệ camera hoạt động ổn định. Trong camera này, máy trang bị một camera chính 48MP dùng cảm biến của Sony là IMX586 của Sony và một camera 13MP với góc siêu rộng lên đến 125 độ. Hệ thống camera chính này có đi kèm công nghệ quad Bayer rút gộp 4 điểm ảnh làm một cho chất lượng hình ảnh cao hơn. Hệ thống camera này cũng hỗ trợ quay VIDEO 4K, 60 khung hình trên dây, hỗ trợ chống zoom EIS và có thêm nhiều tính năng nâng cao chất lượng ảnh như chế độ chỉnh méo ảnh, theo dõi chủ thể chuyển động, chụp đêm. Nhờ đưa hệ thống camera vào trong một nền màn hình của máy được mở rộng khá nhiều, tràn viên và hãng gọi nó là màn hình Nano edge với kích thước 6.4 inch độ phân giải FULL HD+ độ sáng lên đến 600 nits và hỗ trợ HDR10. Màn hình này được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 6. Thế hệ này cũng có cấu hình khá mạnh với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 855, RAM tuy chọn từ 6GB trên 8GB và bộ nhớ cũng trải dài từ 64GB trở lên. Ngoài ra, máy có nguồn pin lên đến 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4 và một nút bấm Smart Key riêng biệt để hỗ trợ Google Assistant. Theo công bố, ZNFONE6 sẽ bán ra từ ngày 25 trên 5 tới đây với giá từ 499 euro, khoảng hơn 13 triệu đồng, cho phiên bản 64GB bộ nhớ trong và 6GB RAM phiên bản cao nhất là RAM8GB và bộ nhớ 256GB có giá 599 euro, khoảng 16 triệu đồng. Gia Linh